Em cũng đừng khoe là bao nhiêu lần đi tẩm quất massage nhưng mà anh chưa ngủ với ai bao giờ, thì thứ nhất là các cô không tin, thứ hai là Vâng. tự nhiên lại khoe mình đi tẩm quất massage mà trong con mắt các chị em là thế cũng thấy kinh kinh. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Thanh Hóa. Alo, xin chào bạn. Vâng, em là chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì thế? Vâng, chị ơi, hôm trước em có hỏi, em tên là Đỗ Lường Nam và em ở quê Thanh Hóa, là Hoa Vâng. Thanh Quế chị. Vâng, xin rất Vâng, là chào mừng bạn thì bây đã giờ là đến cái chương trình. em là cao 1m68, nặng 50 cân, và da Vâng. của em nó thật với chị là nó đen như kiểu gần châu Phi á chị ạ. Vâng, bạn vui tính Vâng. quá. Vâng, em nói thật với chị vậy. Thì bây giờ nói thật với chị là từ trước đến giờ em thanh niên, em cũng đi làm nhiều. Vâng. Em cũng có, thì đến cái tuổi này chị biết rồi, bây giờ em cũng có đi quất bát xoa rồi đi thư giãn, nhưng mà em cũng chưa quan hệ với người phụ nữ nào bao giờ. Vâng. Vâng, mà đến bây giờ ấy, em cũng đang xác định xây dựng gia đình, mà bây giờ em cũng tán lắm cô rồi, cứ được 3 ngày cái người ta lại bỏ em chị ạ. Thì À. chị cho em lời khuyên em có nên lấy vợ hay không chị ạ? Vâng, bạn là hai mươi mấy Vâng. tuổi nhỉ? Em 28 tuổi chị Hai ạ. tám tuổi, vâng. Vâng. Rất là mong muốn có được một gia đình nhỏ ổn định rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì cứ Vâng. quen được các cô một vài ba ngày thì các cô lại tự rời bỏ mình. Vâng, chị Vâng. ạ. Khổ quá chị ạ. Khổ quá, buồn quá đúng không ạ? Vâng. Vâng, anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời anh. Vâng. Rồi. Chào chào em. Vâng, chào anh Bình Ừ. Đoàn. Này, ông bà già mình vẫn ở trong Thanh Hóa hả? Vâng, em vẫn ở Thanh Hóa nhỉ? Ừ. Em quê gốc Thanh Hóa. Em có đi làm ăn xa tỉnh này tỉnh khác không? Vâng, em cũng đi suốt anh nhỉ? À. Vì bây giờ quê nó khó khăn công việc, em đi làm Rồi quê suốt, ở anh hiểu nay rồi. đi làm cái này mai làm cái nọ nhỉ? Ừ. Dự định của em là sẽ lấy vợ ở nhà, xong còn mình thì cứ đi làm rồi lâu lâu lại về, hay là đi đâu lấy vợ đấy? Không, cơ bản bây giờ em cứ lấy được vợ là tốt rồi, nhưng mà không ai yêu em chứ, cứ được Ừ. 3 ngày người ta lại bỏ em anh nhỉ? Vậy Em đã bị mấy lần cái 3 ngày lại bỏ ấy rồi? còn 4 lần rồi anh ạ, 4 lần rồi, em đẩy 4 lần rồi. 4 lần. Em có tổng kết rút kinh nghiệm là sau 4 lần mà thất bại thì mình cũng phải rút ra một cái gì đó, chẳng hạn là sao người ta lại bỏ mình chứ không? Thì em cũng rõ được anh ạ, bây giờ Thế em à? cũng cần các anh bây giờ bên tâm lý cho em lời khuyên, bây giờ em có nên lấy vợ hay không, hay là em ở vậy, hoặc là em tìm một cái cô nào đó có chồng hoặc có con rồi em nuôi, vợ em ở vậy anh ạ. Em Vâng. hơi vui tính chứ còn lâu em Vâng. mới ở vậy. Không, em nói thật với anh vậy Thứ nhá, em cũng cảm thấy đến bây giờ cũng cảm thấy chán lắm rồi. làm gì mà chán, với 20 mấy tuổi cao ráo sáng sủa sạch sẽ, đi khắp đây khắp đó làm chỗ nọ chỗ kia, cũng chỉ dám đi tẩm quất massage chứ chưa chịu nếm mùi đời. Vậy là thanh niên rất nghiêm túc và như vậy là Vâng. được, về tư cách là được, điểm 9 rồi. Còn Bây giờ cái này cũng chỉ có em mới biết được thôi, chứ mọi người ngoài người ta không biết được em là cái về cái chuyện đó nhỉ. người ta nhìn mặt trông có vẻ nó cứ điêu điêu gian gian đúng không? Người ta nghĩ là chắc là cậu này phải ti tỉ người. Thôi, Vâng. mình biết mình là được, còn chẳng phải cần khoe với ai Vâng. là tôi trong trắng đây, tôi trong sáng đây đúng không? Dạ vâng ạ. Mình bây giờ việc đầu tiên của em là xác định xem rằng mình sẽ lấy vợ ở quê hay ở ở đâu đó. Cái thứ hai mình Vâng. xác định rằng là mình không tham quá trẻ, mình cũng không tham quá xinh, bởi vì mình không quá xinh. À, mình cũng không tham cái cô mà rất là xinh đẹp. Những cô xinh đẹp trẻ trung có khi cô đặt yêu cầu là phải lấy những người giàu có này, có ô tô này, hoặc là ít nhất cũng phải giám đốc chẳng hạn, thì mình lại không đáp ứng được với cô ấy. Cho nên ở đây cái chuyện là nồi nào vung ấy là vô cùng quan trọng, biết mình biết người là vô cùng quan trọng. Ví dụ như em có Vâng. thể lấy một cô nào đấy làm công nhân, làm nghề, rồi làm giáo viên, làm cán bộ y tế ở thôn bản phường xã, có điều kiện. Thứ nhất là có công ăn việc làm ổn định này, hai là có môi trường công tác nó tử tế này, thứ ba là cái người ấy sau này sẽ có thời gian chăm sóc con cái và bố mẹ già cho em, còn em là người bươn trải ngoài cuộc sống để kiếm tiền mang về đúng không? Vâng. Đừng tham những cô mắt xanh mỏ đỏ 18 đôi mươi, được quen hôm trước hôm sau đã đòi đi ngủ. Những cái đối tượng ấy thì là những đối tượng để mình
tham khảo thôi, không thể là đối tượng để mình kết luận được, để mà ra quyết định cuối cùng được. Khi nào mà em nhắm được, gạch được năm cái đầu dòng tiêu chí ấy, thì em khoanh vùng rất dễ. Em đã chia sẻ với bố mẹ, với dì, với cậu, với mợ. Cháu bây giờ thật ra cháu cũng chỉ muốn lấy vợ và cũng không cần yêu cầu gì cao. Đấy, cũng chỉ muốn là tuổi thì em 28 thì tuổi ra từ 24 đến 26. Có công ăn việc làm ổn định, người cũng không đến nỗi quá thế này, không đến nỗi quá thế kia. Thôi thì cô dì chú bác bạn bè ai biết ở đâu thì mách nối giới thiệu. Đấy là cái màn một. Cái màn thứ hai là khi người ta giới thiệu rồi đừng có quá vội vàng đi lại tâm sự chia sẻ chuyện trò. Em cũng đừng khoe là bao nhiêu lần đi tẩm quất massage nhưng mà anh chưa ngủ với ai bao giờ, thì thứ nhất là các cô không tin, thứ hai là tự nhiên lại khoe mình đi tẩm quất massage mà trong con mắt các chị em là thế cũng thấy kinh kinh. Mình đã là cái người đi làm ăn xa rồi, thế cho nên là chỉ tâm sự rằng đôi lúc cũng buồn, mong muốn có người bạn gái, mong muốn ổn định gia đình. Đấy, công việc anh làm cũng vất vả, lương lậu cũng chẳng được bao nhiêu, thành ra bây giờ cũng chỉ muốn là có ai đó thương mình cứ kể cái nỗi niềm và cái chuyện của mình ra rồi sẽ được nghe cô kể. Em nói này, nếu mà trước đây em quen một cô ở miền Tây á, với một cô ở Hải Phòng, thì cô hỏi là quê em ở đâu, thì bây giờ em nói là quê Thanh Hóa là người ta bỏ em luôn. Nếu mà em ở quê Ninh Bình ấy, hoặc là quê từ Bắc trở ra ấy, thì là người ta yêu, nhưng mà người ta nói là quê Thanh Hóa người ta không lấy. Em không hiểu là ở Thanh Hóa có vấn đề gì mà người ta lại thắc mắc đến mức độ vậy hả anh? Thứ nhất là anh thấy rằng Thanh Hóa là hiện nay là dân số 3 triệu mấy, gần 4 triệu người. Và ai cũng có vợ có chồng. Có thể là 100 người, có thể có 20 người hơi có cái định kiến về, như ban nãy em đùa vui đấy, là Hoa Thanh Quế là quê Thanh Hóa đúng không? Nhưng mà còn 60 người khác lại rất thích Thanh Hóa. Thế cho nên là em mới gặp được một cô Hải Phòng với một cô miền Tây, tức là Tây Nam Bộ đúng không? Trong Cần Thơ, Sóc Trăng gì đó. Người ta chẳng hiểu gì về Thanh Hóa, người ta cứ nghe thấy đồn đại vài câu, thế là những cái loại cái người ấy mình không vì người ta mà mình lo lắng cái nọ kia. Mình nhìn trước nhìn sau, cả làng mình lấy vợ chứ không phải là ai ế đâu. Mà mình mà tử tế thì đầy người mong muốn được kết hôn với mình. Cho nên là đấy, em cũng định hướng lúc chị thấy từ ở mãi miền Tây xong rồi cuối cùng không nhiều được khi em nói thật ra anh em cũng tuổi thân lắm, nếu mà không nói với ra quê mình ấy thì nơi chôn rau con vốn của mình ấy thì mình là có lỗi với bố mẹ với gia đình. Nếu mà nói mình mà nói quê khác ấy thì mới được vợ, mà sau này về không biết là vợ chồng sống hòa thuận hay không, phải biết gốc của mình sinh ra là quê Thanh Hóa thì cuối cùng bắt đầu lại trục trặc còn mang tiếng ra nhỉ. Cái gì em nói thật anh ạ, thế này. Vâng. Chúng ta hãy tự hào về quê hương của chúng ta, còn cái định kiến thì chúng ta không biệt. Có rất nhiều thứ để người Nghệ An cũng có cái người không ưa người Nghệ An, người Thái Bình cũng bị chê là tay bị tay gậy, người Hải Phòng cũng bị chê là thế nọ thế kia. Thế nhưng mà đấy nó là một cái số ít thôi. Mình không phải vì chuyện nọ chuyện kia mà mình đang ở Thanh Hóa mình lại nhận mình ở Hải Dương hay là mình ở thế này thế khác được, đúng không? Cho nên là tên tuổi là một, hoàn cảnh gia đình là hai, làng xóm quê hương của mình là ba, là những thứ có muốn thay đổi cũng không thay đổi được, đó là gắn với mình rồi. Hãy cứ tự hào và ta tìm những người hiểu chúng ta, đồng cảm với chúng ta. Và một điều duy nhất anh nhắc nhở là biết mình biết người, mình đừng có cái chạy lung tung, cứ vào Cần Thơ không được thì ra Hải Phòng, Hải Phòng cũng được lại thấy một cô móng cái không được, lên một cô Lai Châu, thì bao giờ mình mới định hướng được, bao giờ mình mới quy vùng lại để mà có vợ được, đúng không? Hãy xác định rõ mục tiêu, phân vùng đối tượng, rồi mình lựa trong 3-4 người con gái mình quen biết, mình gắn bó với hai người, trong hai người ấy biết đâu có một người nảy sinh tình cảm nhá, đừng có lông bông lang bang. Vâng, chúc bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc sống và trong tình yêu. Xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Thái Bình. Alo, xin chào bạn trẻ gọi điện từ Thái Bình. Vâng, em là chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Vâng, chị cho em hỏi là vợ chồng em kết hôn được 3 năm rồi nhưng mà em vẫn chưa có em bé đấy. Thì em đi khám ở bệnh viện phụ sản trung ương rồi thì bác sĩ kết luận là chồng em bị sinh trùng yếu đấy. Vâng. Và bây giờ em muốn xin sự tư vấn của bác sĩ ạ. Vâng, các bạn đang rất là mong muốn có em bé đúng không ạ? Dạ vâng. Và hai vợ chồng cũng đã đi khám, tuy nhiên thì đến nay cũng chưa có kết quả. Dạ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn, xin mời bác sĩ. Dạ vâng ạ. Chị chào em. Dạ vâng, em là chị ạ. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ chị, em năm nay 26 ạ. Còn em chồng em thì 29 lâu chưa?
Em kết hôn được 3 năm rồi ạ. À, thế là chưa có em bé lần nào cho nên là đã đi khám rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ, đi khám lâu chưa em? Dạ em đi khám đầu năm ngoái ạ. Thế à, khám thì phát hiện ra là nguyên nhân là chỉ ở phía chồng thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Em không có vấn đề gì đúng không? Dạ vâng, em khám tổng thể rồi thì không sao chị ạ. Ừ, vâng. Thế thì có quay bác sĩ điều trị cho xong có quay trở lại kiểm tra lại không? Dạ em có đấy, bên này em cũng làm UI trên đấy 2 lần rồi ạ. Nhưng mà vẫn cũng không đã bơm trứng rồi. Ừ, bơm tinh trùng rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Không ăn thua gì à? Dạ vâng. Ừ, ở bệnh viện phụ sản trung ương à? Dạ vâng, em khám ở đấy ạ. Thực ra thì bây giờ thì ở khu vực phía Bắc thì bệnh viện phụ sản trung ương là đầu ngành trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản rồi. Dạ vâng ạ. Ừ, cái chính là cái nó liên quan tới cái chất lượng và số lượng tinh trùng của chồng em ý. Dạ vâng. Đấy. À, đợt trước thì chồng em có khám trong từ rũ rồi ạ. Thì uống thuốc ở trong bệnh viện đấy thì cái chất lượng của nó tăng lên rồi ạ. Ừ. Thế nhưng mà uống thuốc ở bệnh viện phụ sản trung ương thì nó lại giảm đi bác sĩ ạ. Thế à? Dạ vâng. Đúng là cũng khó khăn nhỉ. Mà dạ. Mình cũng chịu khó, rất là chịu khó rồi đấy. Cũng dạ. Đầu tư cả kinh tế rồi là công việc, thời gian để cho cái việc này cũng khá là tốt rồi đấy. Chứ cũng không dạ, phải vâng. là không đâu đúng không? Dạ ừ. vâng ạ. Theo tôi thì thế này, có lẽ là nếu về phía chồng em ý, thì dạ. Tinh trùng mới chỉ dừng ở chỗ là đánh giá cái số lượng và chất lượng tinh trùng. Tất cả các cái phương pháp điều trị thì đều tập trung cho cái việc đó. Dạ. Không rõ là có phải một cái sâu hơn, tức là cái chất lượng của cái tinh trùng đấy hay không ý. Dạ. Ừ, tức là ví dụ như là tinh trùng nó có khỏe không, nó có di động tốt không, nó có bơi được không, nó có thiếu men gì không. Thậm chí có rất nhiều những cái con tinh trùng trong hình dáng rất là bình thường, nhưng mà nó lại thiếu một cái men ở cái đầu của nó ấy. Người ta gọi dạ. là thiếu cái men để mà nó có thể làm tan cái vỏ quả trứng của mình ra thì nó mới chui được vào trong cái quả trứng đấy. Tóm lại là những cái xét nghiệm đấy nó rất là sâu thì dạ. mới có thể biết được là cái tinh trùng đấy nó có ổn hay không nhá. Dạ vâng ạ. Hãy quay trở lại hay là mình đổi sân đi, mình có thể đến bệnh viện phụ sản Hà Nội cũng được. À, sang bên đấy được ạ. Ừ, hoặc là bệnh viện 108 103. Vâng. Đến 103 cũng rất tốt nhé. Ở bên cạnh bệnh viện 103 nó có một cái trung tâm gen, có những cái chuyên khoa rất là sâu để đánh giá cái chất lượng của tinh trùng đấy, và người ta có những cái phương pháp để người ta hỗ trợ được rất là tốt mà em nhá. Dạ, dạ, chị dạ. nghĩ là em đi từ rũ rồi, em đi bệnh viện phụ sản trung ương rồi, tức là mình rất là chịu khó rồi. Thôi thì cũng còn một chút hy vọng nữa, hay mình đổi sân xem nó có may mắn hơn không nhỉ. Dạ vâng ạ. Chị chào em. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Dạ vâng. Vâng, chúc các bạn sẽ sớm có tin vui. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ Hưng Yên. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Hưng Yên. Alo, chia cho em hỏi em kiểu em bị bệnh thoát vị đĩa đệm ấy. Vâng. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mỗi lần quan hệ thì em nó thấy nó càng đau hơn, thì em muốn hỏi xem vâng. là cho bác sĩ tư vấn cho em giúp em ấy. Vâng, bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em năm nay 30. 30 tuổi, vâng. Và bạn có một căn bệnh nữa là thoát vị đĩa đệm đúng không? Và điều đó thì rất ảnh hưởng tới quan hệ tình dục. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tiếp chuyện bạn và trả lời câu hỏi của bạn. Xin mời chị. Ồ, chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Em bị thoát vị đốt sống nào vậy? Em đốt sống thứ 5 ấy. À, thắt lưng hả? Vâng, thắt lưng N4, N5 ấy. Ừ. Thế em đi khám chưa? Em đi khám rồi, em đi chụp rồi, em đi cục cả cộng hưởng từ rồi mà. Ừ, có điều trị gì không? Em có, em đang điều trị, hiểu như vật lý trị liệu ấy. À, thế hả? Ừ, thế cũng còn may đấy. Chắc là nó cũng mới thôi, hoặc là nó ở mức độ nhẹ. Hiện nay chúng tôi là điều trị nội khoa với cả phục hồi chức năng đúng không? Vâng, vâng, vâng. Ừ, chứ còn chưa phải đến mức độ can thiệp ngoại khoa cũng đã là tốt rồi. Vâng, vâng. Ừ. Chị nghĩ rằng là không phải cứ thoát vị đĩa đệm đâu. Khi sức khỏe của mình nó không tốt, tinh thần của mình nó không ổn, thì cái nó cũng ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống, trong đấy có cả chất lượng quan hệ tình dục. Bởi vì bình thường ví dụ như một tuần em chỉ quan hệ độ 2 lần thôi mà. Ừ. Hai lần đấy, có cái tuần chỉ một lần thôi, nhưng mà lúc không quan hệ thì nó không đau. Ừ. Mà quan hệ vào nó lại đau. Em cố gắng thận trọng
cái việc đó, bởi vì sao? Mình đang trong quá trình điều trị, đặc biệt là quá trình phục hồi chức năng. Nếu như mình lạm dụng cái điều đó, những cái tư thế của mình nó không thuận lợi, nó có thể làm ảnh hưởng tới cái kết quả điều trị của em. Cái đấy nó mới là cái lâu dài, đúng không? Nhá. Theo chị thì thế này, đây mới là lúc mà vợ chồng rất cần để mà mình chia sẻ với nhau. Ý chị muốn nói rằng là em có thể thực hiện được cái việc quan hệ tình dục đấy, nhưng mà lựa chọn những cái tư thế có thể nó khác với tư thế truyền thống, khác với những cái tư thế mà trước đây em vẫn làm. Cố gắng những cái tư thế nó không tăng cái gánh nặng cho cái thắt lưng của em, đặc biệt là cái L4, L5 đấy nhá. Ừ, đừng có dồn trọng lực vào đấy, hoặc là đừng có mà để tác động nhiều đến nó, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự hồi phục của cái đốt sống đấy. Mình có thể tìm hiểu thêm các cái kiến thức về sức khỏe tình dục. Nó có rất nhiều phương pháp mà. Cái này phải có vợ nhá. Vợ phải vào cuộc, rồi vợ phải phối hợp, vợ thậm chí vợ tìm hiểu kiến thức và vị hỗ trợ cho mình rất là nhiều để mà nó tốt. Chứ còn vì vợ hay là vì bất kỳ lý do gì, nó sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc sống của em, và lúc đó thì điều trị nó sẽ rất là lâu dài và khó khăn. Vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình, và chúng tôi cũng hy vọng rằng bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hà ạ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Thái Bình ạ. À, vâng. Vâng, tôi nghe đây ạ. Thế tôi muốn nói cùng thế này nhá. Dạ vâng ạ. Vâng, tôi năm nay là 83 tuổi rồi. Dạ vâng ạ. Lúc ở xã từ thì 84, hiện nay đang bị hỏng cuộc sống, gãy xương chậu, nằm 3-4 tháng này không dậy đi lại được. Dạ vâng, bác gái ạ. À, vâng ạ. Tôi trước có quen một cái cô ấy là cả lúc ấy là tôi khoảng độ gần 50 tuổi. Vâng. Cô ấy kém tôi 20 tuổi, cô ấy cứ đòi xin đứa con tôi không cho. Dạ vâng ạ. Thế sau đó tôi đi với người khác thì có một đứa con rồi, cô ấy, cái anh ấy nó bắt cô đi nạo thai. Thế vâng. Khi cô nạo thai về nó xót dầu, cô hốm tôi lên thăm cô ấy, thì là tôi biết là cái bệnh của cô, thế đưa cô đi bệnh viện, nói bác sĩ là họ chữa cho cô 2-3 ngày là cô khỏi, cô về. Thế cô cứ ơn tôi mãi đến giờ. Vâng. Thế mà cô không lấy chồng nữa. Dạ. Thế là bà xã tôi thì với cô là quen biết nhau. Thế giờ tôi trông nom bà xã, cô thấy tôi vất vả, cô muốn về để trông nom đỡ tôi. Và cô nói với bà xã là bà mà chết thì cô ở lại với tôi. Vâng. Thế nhưng mà tôi không nhất trí, bởi vì tôi nghèo mà ở lại thì cũng chẳng có con cái gì. Sau này tôi hơn tuổi cô, tôi chết thì là con cháu tôi mới đối xử với cô không ra sao, thì bởi vì thiệt thân cô. Dạ, cô tuổi thân tuổi già cho nên tôi không đồng ý, nhưng mà cô cứ cố tình đòi như thế. Vâng. Bây giờ các cô cho tôi lời khuyên nên làm nào để cho cô hài lòng mà người ta khỏi đánh giá tôi là ngu ngốc. Vâng ạ, bác cũng đang rất là khó xử đúng không ạ? Vâng, anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, chúng tôi cũng sẽ tiếp chuyện bác và chia sẻ với bác ạ. Xin mời anh Đoàn. Vâng, xin chào bác ạ. Vâng. Vâng. Bác ơi, cái cô bạn gái của bác hiện nay là bao nhiêu năm mấy rồi? Cô năm nay là 58. À, cô 58. Vâng. Hiện nay là bác gái ốm thì ngoài bác chăm sóc ra, các con các cháu có hỗ trợ không? Cũng có nhưng mà ít lắm, bởi vì có ba đứa con trai, nhưng nó có mỗi thằng đứa hai đứa cháu trai, thành ra nó ở riêng, nó ít khi nó về được lắm. À thế ạ. Vâng. Bác thì sức khỏe có khá không? Tôi sức khỏe thì nói chung 83 tuổi, nhưng mà tôi thì còn khỏe, còn đi lại nhanh nhẹn, mà còn nói chung tôi đi xe đạp được 15 cây số đi về mà. À vâng, thôi cũng rất là may mắn là ở cái tuổi bác như thế mà lại còn, thứ nhất là nghe giọng bác vẫn sang sảng. Chẳng người khác mà 70 là đã bắt đầu là tai nghễnh ngãng rồi, mắt mờ rồi, đi thì run rẩy, mình 83 rồi còn phóng xe đạp rồi là còn giọng bác sang sảng như thế, rất là mừng. Và thôi cũng làm cái chỗ dựa cho bác gái, chẳng gì cũng gắn bó với nhau mấy chục năm trời đúng không? Ơn nghĩa nhiều lắm. Thật ra thì nếu như một người thông thường ở ngoài đời sẽ rất khó lý giải vì sao cái cô 58 tuổi lại cứ muốn rằng là được gánh lấy cái trách nhiệm mà chăm sóc bác gái, rồi là sau đấy lại gắn bó với bác. Bởi vì không phải vì tiền đúng không ạ? Và cũng chẳng phải vì tình, gọi là chẳng phải vì tình dục, tôi cứ nói thẳng như thế. Bởi vì vâng, bác 58 ấy thì cũng không còn quá thiết tha, và như chúng ta thì còn giữ được khỏe cũng đã là tốt lắm rồi.
Thế thì không vì tiền, không vì tình dục, cũng chẳng mong muốn rằng là phải làm đám cưới rành ràng, cũng chẳng phải đòi đăng ký kết hôn, đúng không ạ? Đúng rồi. Chỉ muốn rằng là được chia sẻ gánh nặng với bác là cái việc chăm sóc bác gái. Và nếu chẳng may rời bát tội là bác gái đi trước, thì cô ấy sẽ làm người bạn kế tiếp theo với bác ở những cái năm tháng tuổi già, đúng không? Đúng rồi. Cái này chỉ có thể giải thích được bằng là thôi cái duyên mà cái nợ ấy. Có thể kiếp trước có nợ nần gì bác có làm ơn gì cho cô mà nay kiếp này cô đi tìm là cô trả nợ. Chứ còn thì nếu theo hiểu theo logic thông thường thì rất là khó lý giải, nhưng mà đời nó có những cái điều kỳ diệu mà chúng ta khó giải thích được. Chứ hết là rất trân trọng cái tình cảm của cô ấy, cô cũng trả phải ơn thôi. Vâng, cứu sống cô một lần. Vâng, cái ơn đấy người ta cũng có thể giả bằng nhiều thứ, rằng là thôi hiện nay thì cứ chấp nhận là chia sẻ đỡ đần, kinh tế khó khăn thì nếu cô khá thì cô ấy hỗ trợ, thỉnh thoảng biếu bác mấy trăm, thế rồi là hỗ trợ là việc chăm sóc bác gái. Chứ còn cái phải là gắn kết cuộc đời rồi phải cái nọ cái kia thì phải nói rằng nó quá lớn. Thế và bác nghĩ cũng đúng, mà mình bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Bác có thể hoàn toàn nói rằng là thôi những điều cô làm cho tôi thì rất là cảm ơn, cô cứ thỉnh thoảng đi lại đây với tôi cho nó đỡ buồn, rồi có thể hỗ trợ tôi cái việc chăm sóc bà ấy. Thế còn thì không, tôi thì tôi cũng không muốn thế, và đặc biệt là các cháu nó cũng không muốn như vậy. Bởi vì rằng là nếu như mà không có cô, sau này tôi có ốm có đau, các con các cháu gì thì gì, trách nhiệm nó cũng khoặc vào cổ chúng nó phải làm, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà có cái cô này rồi ấy, là tự nhiên sẽ bị ỉ lại đấy ạ. Các cháu nó sẽ ỉ lại, nó lại bảo là con chăm cha không bằng bà chăm ông. Thôi thì ông 83 giờ ông lại có vợ trẻ rồi thì chăm ông. Thế là mình là bị bỏ rơi, không được chăm sóc cũng không tốt. Mình là không đồng ý thì chắc cô ấy cũng không thể làm gì. Còn cái chuyện cô ấy cứ đi lại, cứ chăm sóc, cứ gắn bó, nhận làm em nuôi em kết nghĩa gì cũng được. Nhưng mà cái gắn bó theo kiểu gá nghĩa thì mình không bác ạ. Nhân cánh. Vâng. Vâng ạ, hy vọng rằng là bác sẽ luôn sống vui, sống khỏe. Và cũng sẽ là một người bạn, người thính giả thân thiết của Cửa Sổ Tình Yêu. Cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh An Giang. Alo, xin chào thính giả. Dạ, dạ. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em vừa rồi đi khám bệnh thì cứ phát hiện ra cũng như là nhân sơ tử cung. Vâng. Mà bác sĩ không có nói như là chỉ nói nhân sơ tử cung thôi. Với lại cái thứ hai nữa, bị cái gì folic gì ở trong cái cuốn mạch đó bác sĩ. Mà thì cái đó thì cũng phát hiện mấy năm nay rồi mà cũng lo lắng rồi hai cái đó. Thì bác sĩ cũng chưa đi khám ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Rồi bác sĩ cũng cho thuốc uống một tháng mà thấy cũng như là bác sĩ thì dặn đấy là cái này cũng không quan trọng lắm, nhưng mà nó cứ thỉnh thoảng là siêu âm một tháng là ấy gì nửa năm là siêu âm một lần coi có phát triển thêm không. Vâng. Mà thấy cũng lo lắng thì xin hỏi bác sĩ tư vấn cho chứ cũng lo lắng dữ lắm. Vâng. Xin mời bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tiếp chuyện với thính giả ở An Giang ạ. Tôi chào bạn. Dạ, chào. Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi chị? Dạ, em nay 49 bác sĩ ơi. 49 rồi. Tức là kinh nguyệt của chị nó thế nào? Cũng đều đặn bác sĩ ơi, cũng bình thường, không có còn. Bác sĩ ở bệnh viện thành phố người ta nói đúng đấy bạn ạ. Mình không phải lo đâu nhá. Cái tuổi của bạn bây giờ ấy, nó không liên quan gì đến sinh nở nữa rồi. Nó chuẩn bị bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh rồi. Thế cho nên là 6 tháng bạn nên siêu âm một lần để kiểm tra thôi. Nếu nó không phát triển gì thì bạn không phải xử lý gì nó cả. Còn chỉ có trong trường hợp thế này, nó gây rong kinh, nó gây rong huyết, hoặc là nó gây băng kinh ấy. Tức là mỗi một lần mình ra máu hình kinh nó rất là nhiều, nhiều hơn bình thường rất là nhiều, khiến cho mình rất là mệt mỏi chẳng hạn. Hoặc là rong kinh, rong huyết thì lúc đó mình mới phải đi xử lý. Nhá. Còn như thế này chẳng làm gì đâu, chẳng có thuốc uống nào uống để cho nó tiêu đi được đâu. Nó chỉ có như thế thôi. Với lại u sơ tử cung cũng nhiều người bị mà. Mình cứ sống chung với nó bình thường, trừ khi nó phát triển rất bình thường. U sơ là cũng giống nhân sơ hả bác sĩ? Nó đấy. Dạ, nhưng mà từ nhỏ này ta kêu bằng nhân ha. Nó đều là những cái khối u, nhưng mà là u lành,
u xơ thôi và nó nằm ở niêm mạc tử cung. Còn cái polyp ý, nếu như mà nó có như biểu hiện của các cái triệu chứng đường mật ý, ví dụ nó rất là đau hoặc là nó gây một cái bệnh khác mà người ta gọi là trào ngược thực quản, hay là nó ảnh hưởng đến cái tiêu hóa của bạn thì lúc đó mới phải cắt. Mà nếu đã cắt thì thường người ta cắt cả túi mật. Năm nay bạn 49 tuổi rồi, sức khỏe nó sẽ có nhiều những cái, nó sẽ thay đổi, nó sẽ không như trước được nữa. Mình cứ chủ động theo dõi như thế là tốt nhá. Và có vấn đề gì thì đi khám ngay và xử lý ngay thì sẽ yên tâm. Trước mắt hai cái bệnh đấy của bạn thì chưa cần làm gì nhá. Chào bạn nhé. Vâng, xin cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Và chúng tôi cũng xin chúc thính giả sẽ luôn giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Cạn. Alo. Alo bác sĩ ạ. Câu hỏi của chị em là gì có đây? Vấn đề này muốn hỏi về vấn đề của sức khỏe em ấy, nhưng mà không biết bây giờ nói luôn cho chị không được. Vâng, vâng, chị nói đi ạ. Vâng, bây giờ em thì vấn đề về vợ chồng ấy, thì em ví dụ quan hệ vợ chồng thì bình thường em chồng hay ra vấn đề cái chuyện đấy phụ nam nữ kia, nhưng mà em cảm thấy không thích và không có hứng ạ. Vâng. Trong mỗi lần chồng em bảo là tại vì là sao, nhưng mà chồng em bắt em ở đi khám, nhưng em cũng bị em cảm thấy rằng em không hứng thú cái đấy. Tự em nghĩ ra không phải là có bệnh gì phải không chị? Vâng. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay em 28 tuổi ạ. Vâng, bạn 28 tuổi. Gần đây mới có hiện tượng đó à, hay là đã có từ lâu rồi? Cách đây cũng khá lâu, từ 2000 cũng 23 năm hay 4 năm rồi ạ. À, vâng. Lúc đấy em lúc đầu chưa có cái chuyện như chuyện này, nhưng mà em cũng cái chuyện quan hệ kia em cũng không hứng thú lắm đâu. Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ. Tôi chào bạn. Vâng, chào bác sĩ ạ. Bạn ở Bắc Cạn à? Vâng. Xa không bạn? Xa thành phố không? Khoảng 50-60 cây ạ chị ạ. À, cũng xa nhỉ. Ừ. Xa là ở trên, nói chung là ở trên miền núi rồi. Thế à? Ừ. Bạn được mấy cháu rồi? Năm nay em được 2 cháu rồi. À thế à? Giờ con lớn chưa em? Cháu thứ nhất thì năm nay 9 tuổi, còn cháu thứ hai thì năm nay 4 tuổi rồi. Cuộc sống có khó khăn không em? Cũng bình thường, so với vợ chồng em làm thì vẫn bình thường thôi, nhưng chả có gì khó khăn, cứ tính ra thì. Thế em, hai vợ chồng em ở riêng hay ở với ai? Em hai vợ chồng ở riêng từ lúc 2008 rồi. À thế hả? Thì cuộc sống gia đình có vấn đề gì không? Ví dụ như là chồng thì có tốt không, hay là người rượu chè rồi đánh đập em vân vân? Không, cái đấy thì không có đâu chị ạ. Bởi vì chồng em cũng rất thương em, nhưng mà thương em thì không có chuyện đánh đập các thứ đâu. Nhưng mà tại vì giờ em khác, không thể chịu được cái những chuyện vợ phụ nam nữ kia thôi ạ. Đúng rồi, đâm ra mình cũng thấy áy náy thì mới gọi chương trình đúng không? Vâng, mình cảm thấy mình đôi lúc chồng em bảo là đi khám xem em có bị làm sao, nhưng thực tế em nghĩ ra cái chuyện này không phải là do bệnh, bởi vì mình cảm thấy không thích rồi. Thế sức khỏe của em tốt không? Vẫn bình thường cơ. Em kinh nguyệt của em dạo này đều không? Đấy, lấy kinh nguyệt thì em lúc mấy năm kia thì em thường thường có 3 ngày thì 3 ngày thì hết sạch, nhưng mà bây giờ thì liên tiếp 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày cũng có, nhưng mà có ít, không giống như bình thường lúc em lúc đầu ạ. Em cảm giác là em không thoải mái trong cái chuyện đấy. Nó do em bị đau, hay là do em bị khô, bị rát, hay là nó do em chỉ là em không thích thôi? Em chỉ là em không thích, không phải là bị làm sao cả. Bây giờ em đủ, em vẫn bình thường. Nhưng mà chả em chừng ý em không thích luôn, không phải là. Tại sao em không thích? Em ghê chồng à, sợ à, hay là các cái điều kiện để thực hiện cái việc đó nó không thuận lợi? Ví dụ có một số gia đình con nhỏ chẳng hạn, cái điều kiện để thực hiện cái việc đấy nó không tốt, hoặc là hai bạn không có cái kiến thức về sức khỏe tình dục, không hiểu ý nhau, nó là thế nào? Cái chuyện đấy em bảo là chồng em nếu mà cảm thấy ví dụ thích quá thì em bảo là thế em anh nếu mà có ấy thì linh thú thì ra ngoài cũng được, mà em không quan trọng, em không bắt buộc em phải làm phải nào ấy. Chồng em bảo là không, nhà mình thì ở trong nhà mình, chứ ra ngoài em anh cũng không thích, em chỉ tờ đúng rồi anh, nhưng mà anh không ấy thì cũng bình thường nữa, anh bảo thế ạ. Chị đánh giá rất cao chồng em đấy, đừng nghĩ như thế. Nghĩ như thế là tự mình sẽ đánh mất hạnh phúc của mình, vì khi mà chồng đã tìm được một đối tác khác, người ta lại hợp với chồng, người ta chiều chồng, người ta thỏa mãn được cho chồng, thì nguy cơ là chồng chuyển nhà sang nhà hàng xóm là cao lắm đấy.
nhá. Lúc đấy mình ở nhà khóc cũng không làm gì được đâu. Vì quay lại thì chồng bảo là em cho anh đi mà em còn nói chủ động nói như thế, nó sẽ rất khó. Vậy trong cái chuyện như thế này này, ban nãy tôi phải nói chuyện với bạn rất là nhiều, bởi vì trong cái chuyện quan hệ tình dục thì khi mà nó không đạt được như mình mong muốn, nó có thể ở hai khả năng. Một là do trục trặc ở cơ quan sinh dục, tức là cái nơi mà nó tham gia vào cái hoạt động tình dục nhiều nhất. Ví dụ như nó bị bệnh lý, nó bị viêm nhiễm, rồi hoặc là cái nội tiết tố của em không tốt, nó làm cho cái việc tiết ra các cái dịch sinh dục nó không đầy đủ, hoặc là có thể em bị những cái vấn đề liên quan tới cái cơ quan sinh dục của em nó không bình thường, thì nó có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Và cái đó thì để phải đi khám thì mới biết được là nó có bị làm sao hay không. Một cái nguyên nhân thứ hai là do cái tâm lý của người phụ nữ. Vì vậy cái tâm lý mà tôi phải hỏi kỹ với em, ví dụ như là cuộc sống có tốt không, tình cảm vợ chồng có vấn đề gì không, thì mọi thứ đối với em có vẻ ổn, không có vấn đề gì, đúng không? Vậy thì ban nãy tôi có hỏi em là em ở cách thành phố có xa không, thế nhưng mà có lẽ là xa em cũng phải bố trí em đi xuống dưới thành phố ấy. Em đến trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản hoặc em đến bệnh viện tỉnh, người vào khoa sản ý. Trước mắt ít nhất mình phải tìm được cái nguyên nhân xem có vấn đề gì ở cơ quan sinh dục của mình hay không. Bởi vì nếu có mình điều trị thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Em mới có 20 mấy tuổi, cái đời sống tình dục nó còn dài lắm, nó phải còn mấy chục năm nữa. Mà nếu để như thế này nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình em. Nhá. Còn thứ hai là về mặt tâm lý, đừng bao giờ nghĩ ở trong đầu là mình không thích, mình rất ghê sợ việc này, hay là làm việc này nó chẳng đem lại cái gì, vân vân và vân vân. Trước khi em thực hiện cái việc đó mà em lại để những cái ý nghĩ đấy ở trong đầu thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới cơ thể của em rất nhiều, ảnh hưởng tới cảm xúc và nó ảnh hưởng tới chất lượng. Em đang rất may mắn, tôi nói lại, em rất may mắn vì em có chồng em vô cùng tốt. Em hãy phối hợp với anh ấy để chia sẻ với anh ấy những cái băn khoăn thắc mắc của em, và hai bạn sẽ tìm ra được cái hướng mà tốt nhất cho mình bây giờ nhá. Thế nhá, chào em. Vâng, cảm ơn chị nhá. Vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúng tôi cũng xin chúc hai vợ chồng bạn sẽ có một cuộc sống hòa hợp. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ.